Từ khi thằng Phèn chọc mặt cáo nó mới này, mình không thấy anh em nào bấm nút like cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của thằng Phèn chọc giang hồ trong ngày hôm nay nhé anh em nhá. Ngày nay mình không bận bộ đồ huyền thoại nữa mà. Nay mình mặc bộ đồ Nay mình mới khoe chính xác hơn là mới mua được cái áo trị giá là 2 triệu kim cương anh em ạ. Uầy, cái áo này 2 triệu kim cương mình kiểu mình cũng đầu tư. Làm clip chất lượng cho anh em xem. Nên đây mình sẽ review chiếc áo in logo Free Fire. In 3 cái logo lận em ạ. Nó trị giá là tầm 2 triệu kim cương. Đấy. Thì nên là ngày hôm nay mình quyết định là mặc nó. Thực sự là cái áo này mình mua từ rất là lâu rồi em ạ. Từ lúc mà khi game mới ra mắt được mấy tháng đó. Nên nay mình mới kiểu làm clip review cho anh em xem. À, nghe có tiếng đây rồi. Chú đây rồi. Nói chai nhá. Ui xôi ôi. Uầy, đúng là mặc áo giá 2 triệu kim cương có khác em ạ. Bắn phải kiểu lên đầu nhưng mà không hết sọt. Ê, nghe có tiếng chân. À, hình như nó nghe thấy. nó nghe thấy từ chân mình nó me me ở đây mà. Làm gì đây? Uầy, cái tọ to ấy nhá. Hơi bị đau nhau. Ui. Thanh niên tính kéo đầu em ạ. Nhưng mà mình lại khôn hơn. Ok, thanh niên nhảy lúc xe hụt đấy. Thanh niên hơi đen em ạ. Xôi, ấy, đúng là kiểu mặc cái áo 2 triệu kim cương thì nó khác anh em ơi. Nhưng mà mình cảm giác là hơi kỳ. Cái áo này mình mua với giá là 2 triệu kim cương nhưng mà nó lại không che giáp anh em ạ. Phải thật. Thực sự là cái áo này kiểu rất ít người sở hữu anh em nhá. Ở server Việt Nam mình nghĩ nó rơi tầm khoảng mấy nghìn người thôi. Nhưng mà mình nghĩ đa số bây giờ là họ nghỉ game hết rồi. Chỉ riêng mình là mình như lừa S có phải. Đang mê bên nhà gà tôi có thêm được cả kiểu sau lưng ấy nhở. Rồi lợn được giáp cả kia phải ở đây tính chạy lúc sắc ké. Vận đồ kiểu mấy anh siêu nhân hay mặc này anh em. Nghe có tiếng chân ngay bờ tường. Chạy đâu ta? Sao bên tay trái à? Sao bên tay phải chứ? Nào được. Hình như nó me mà ngay bờ tường em ơi. Bình tĩnh nha. Qua con này đi. Cả thêm tí đạn tiểu liên này. Chạy đây ngon góc vui bên trứng nhà gà. Chạy xuống bờ đồi. Như nó để mình đồi đúng không? Mày đi phản đẹp trai đúng không? Xấy cho. Úi giời. Ấy à. Lần. Ủa. Trời ơi. Hình như là cái áo giá 2 triệu kim cương này của mình nó tăng cái độ bền của giáp đấy anh em. Tăng độ bền của mũ ấy. Mẹ pháo đi nhảy ra tí thì mình tí thì mình ao ra sở trường làm cái mới mà. Mẹ nhảy đúng lúc thanh xấy đam vào đầu mình chứ. Nhưng có định trưởng phi dao cái nè. Ui. Tính làm pha hai like phi dao vào đầu anh em ạ. À, kiếm thanh niên vừa rồi. Thanh niên lại chạy qua bờ rồi kiếm mình kìa anh em. Không biết có thấy mình tạo nó quanh cái lại. Hình như thấy mình. Trời ơi. Hai cây vector nó vẫn phải gọi là một cái gì đấy nó khá là khỏe anh em ạ. Rồi. Chắc là nay mình sẽ cầm hai cây vector này mình lấy luôn cái top 1 anh em nhá. Cầm hai cây vector với cái áo trị giá 2 triệu kim cương này lấy top 1 là uầy đúng đẹp luôn em ơi. Mình ăn nhẹ xem cái bo hai nó về đâu này. Xem nào. Ui rồi ôi. Dạo gần đây là cái bo nó cứ không độ lắp sửa thôi mà. Nên mình cũng có vẻ là hơi chán. Với lại là leo lóc sửa nhiều lúc thì nó cũng hơi buồn đấy mà. Nên là chúng ta phải đổi gió chút xíu. Anh tranh thủ xuống bên dưới bán hàng mua bom keo nhanh không hết hàng mời. Mình thì mua bom keo nhanh lắm. My god. Gì vậy từ bình tĩnh thôi anh trai. Một bé khủng long anh em ạ. Thế nó meme mình chạy dưới đồ nó sấy mình chứ vãi thật. May mà cầm theo churro với lại có hàm mấy quả keo đặt. Mình sấy cái keo luôn. Không chịu nhở. Bây giờ mình cần hồi cái này churro mình chạy vào hồ sim lấy góc sau mà. Cũng chưa chắc vết nó sấy một keo mình kìa. Đặt một quả keo nữa. Sấy hộ lên mời, sấy hộ lên mời. Ba quả keo này đủ cấu nó tầm khoảng 90 viên đạn á. Đó này. Từ để mình làm hai lại. Tiểu lý phi dao này anh em. Nó đã. Ui, tôi chạy qua góc này. Ui, pha cái phát giao thứ ba là mình kê đúng chuẩn luôn anh em. Mình phải chạy xuống góc ở dưới đây không đấy. Bình tĩnh là bé khủng long. Sao lại chơi cà kiểu như thế. Nó lại để xuống này anh em. Để mình canh đẩy để xung quanh quả lựu đạn vỡ mồm này. Có lựu đạn tại đây có một quả. Ui, hợp lý luôn nhá. Như nó cũng có vẻ tính quá lựu đạn. Một churro lại. Có churro kìa. Bây giờ thanh niên để tính chưa được bến rồi. Bây giờ nếu mà nó còn lựu đạn có như đấy. Bé khủng long man me thằng Phèn và cái kết đấy mà. Ui
để mình lên đấy, bên trên đồi kia chờ nó xuống lút đồi mình để nó mình chơi này. May may quá có anh trai đâu đâu ra trên đồi giúp co ve mình cái nhẹ em ạ. Ừ đúng rồi đấy, lút đồi lên trai. Con nó biết mình ở đây mọi thế mà đánh chơi luôn trời không bắn. Thế anh xong rồi mấy thì quang lựu đạn là mình phải đẩy lên mình chơi luôn em ạ. Thôi hợp lý nhá, sỏi mày quá có anh trai bên trên đồi cò ve mình em ạ. Ấy từ nhặt lại hai cái bít to sỏi hợp lý luôn. Hết tranh thủ xuống máy bán hàng nhanh, không mấy thì kia mua hết hàng nữa. Đen mấy bữa trước á là mình không biết á là một trận đó là tất cả các máy bán hàng á nó chỉ bán cho anh em là 10 đợt bom keo thôi. Uầy kiểu hôm bữa mình leo rank với năm này nó là chỉ cho mình mới biết em ạ. Nào, ui xôi hết hàng rồi này. Ô mà mình có tận 31 tiền luôn á. Mua bông ấy. Rồi sao lại cái gì đó full được ta? Uầy 31 tiền mình mua hết cái quả mua hết hết lục đạn trong máy bán hàng là bao cuối thao quăng nữa. Uầy. Ai chà. Cái bom 2 nó vào nhà L góc này à? Hay là bây giờ mình chơi cài mìn hack não anh em nhỉ? Uầy. Ừ đúng rồi, chạy lên nhà L này. Thường nhà L này thế nào cũng có 1 đến 2 thiên niên ghé lên trên đây em ạ. Đó, ui, chơi đi con giáp bạc. Bây giờ mình sẽ chơi cái mịt ấy. Mình phải chơi kế để dụ đấy anh em ấy. Có một quả keo ra để có gì nó chạy lên nó thấy quả keo nó chạy nó nhanh nó nhặt em ạ. Bây giờ mình có mìn đấy, mình để ý như là mình có hai mìn đúng không ta? Ấy, từ mình cảm giác đặt cái này không ổn này. Cái này không ổn. Thôi, vẫn đặt được mà. Mình biết sao nó chạy qua đây nên cái mìn nó nổ tới là được em ạ. Đấy, cả hai quả mìn giáp 4 nổ thì là cũng chết em ạ. Ôi, ngồi đây chờ thôi, ngồi đây chờ chú chạy lên cắn câu thôi em ạ. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước ngộ độc chung. Chờ nãy giờ là cái bom 1 thu xong là ấy vừa xong bạn ạ, mình có nghĩ ấy ôi xin mẹ lỡ tay bấm nhầm nút đổi súng em ạ. Nhìn này đang nút đồ bên nhà gỗ này. Ai dạ đây con nhỏ lờ anh thì chạy lên này mẹ mà ấy ấy ôi xin ôi xôi trời sao quả mìn của hai quả mìn của mình nổ không mất máu anh em. Nhưng mà thanh niên là đại gia em nhá. Uầy tính ra chạy đúng đập giữa hai quả mìn được xôm nổ không mất máu anh em ạ. Mình bị lỗi à, không sao anh ơi, mình vừa mới nhặt được cái xác đi này là thêm được một quả mìn nữa ấy. Con lên từ nha, cái góc này lại cho chuẩn này. Ấy từ mình xuống dưới đây mình rắc nhiều đồ mà anh em, nhiều bom keo kia chúng ta phải dụ một tí chứ. Ấy thêm mồi nhử bên dưới nên là mình phải cài kỹ lại này. Đấy mình cài nó có vẻ là nó hơi hơi sao hay là giống mình cài bị lỗi ta ngay góc đây này. Đó đẹp luôn này em ơi. Shit, bên dưới trời có người biết đâu nó có thấy mình trên đây không ta. Nếu mà thì bên dưới trời tí nữa khả năng là nó sẽ chạy bò lên trên đây để nghe em ơi. Hợp lý nhá, bên dưới cái che đi. Giờ mình ngồi đây mình chờ cá chạy lên cắn câu thôi anh em ơi. Thanh niên bên chói nó chạy bo rồi ta. Ôi vãi thật. làm mình chờ cái bo xít xong mình chờ nó chạy lên đây anh em ạ. Ôi trời ơi. Bây giờ cái bo này có vẻ là còn hơi vắng người ấy. Mà cái bo này cũng như xịt nhở, nếu như mà nó đập vào cái đập thủy điện ấy, mình chạy lên đấy cũng đẹp nhưng mà bo này có vẻ là hơi xấu rồi. Mà có 5 người nữa à. Wow, cái bo 4 nó lên nhà L này. Với lại nó vô cái đồ chống nữa. Uầy sao cái bo vô đồ chống mình cầm bom kéo thần kỳ có bị hoang mang thế nào đấy em ơi. Bao này còn 5 người này. Bao này 5 người chắc có lẽ mình lên mình chiếm cái nhà L không nhỉ? Ừ lên lấy cái nhà L đi. Nó còn có các backup chứ không là tí nó chạy núp núp từ góc này cầm bom kéo thần kỳ đặt ngay bờ đồi này kia nữa. bom kéo của mình nó hơi phế nên phải mình lấy góc backup anh ạ. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Có cái con bà mày. Bỏ ra. Trên đồi có bom keo kìa mọi người. Có phang nhau. Oh my god, có phang nhau trên đồi kìa mọi người. Ôi, đâu đấy ta? Bắn nhau quanh cũng đáp. Kìa. Rồi, chuẩn bị có cái nhau, chuẩn bị có xích mích mọi người. Chuẩn bị có xích mích. Ui xổi. Thanh đi kìa như là cầm school 2 viên ra giá hụt hết kìa mọi người. Mà giá như mà mình cầm cây rô ra mình sấy chết hai đi này rồi đấy. Nhưng mà trận này mình bảo mình bắn hai cái vết to rồi. Nên là chúng ta phải chơi mạng. Đúng rồi, chạy vào nhảy vào cửa sổ nhà L. Đúng rồi. Chạy vào nhà L đấy anh ơi. Ô kìa. Ôi giời ơi. Sao thế nhìn nó không chạy như kịch bản mà. Lý ra ấy, đúng ra nó phải chạy vào cửa sổ nhà L mà nó nhảy vào. Bắn ra bên dưới này. Ghét con là mình phải xử đẹp này. Xử đẹp luôn. Ui giời. Ui giời cái vector.
Mày hư này. Ôi mình mới không hiểu sao cái tóc của mình xoay một đam kìa. Ơ kìa. Mày chạy rồi. Chạy đâu? Chạy lại gần gần. Lá lục đạn. Ok kìa. Ôi thanh niên không không dám chạy lại sát công mình luôn em ơi. Chạy đi giữ khoảng cách kìa. Chủ tịch này cũng ghê phết đấy bạn. Nó bị chúng nó bắn. Bị chúng nó bắn ở góc này. Ấy. Ấy hình như nó vào hố xí rồi đúng không ta? Cái bo còn cái đây này, đẹp nhá. Hợp lý mà. À kìa. À đây thì trong hố xí. Trong hố xí mày. Ê nó tao bắn mình. Ê tao ôi dưới đồ có người đó. Oh shit. Bo cuối giờ có vẻ là hơi căng thẳng em nhá. Bên trái phải đều mới có người mặn, nhưng mà thanh niên hình như là đang bị kẹp giữa chia đồ với dưới đồ này. Sử đẹp luôn này. Quăng lục đạn. Đấy à. Bắn chết thanh niên nào ta? Hình như nó có số ăn đấy, nó sống này bơi. Ăn cho quả lục đạn khác nữa này. Đó, bụp, ok. Ui, cái đấy kìa anh em ơi. Bọn này vẫn còn hai người em ơi. Bây giờ mình không lên đẩy vội nhá. Đẩy vội trên kia chạy lại có vui là chúng ta bị mất cái top 1 á. Nên mình cần phải kỹ kèo. Trước khi 1v1 mình tự tin đẩy lên luôn. Nó đang đánh me ai được vậy đó. Nó mình chúng ta. Để đặt cái đồ. Đây, ui, cái gì đây? Ui, cái gì đây? Trời ơi. Vector sấy một đam ạ, vãi thật. Chạy ơi. Nhưng mà một cái cuối góc nào ta? Phải sửa này chứ đã. Ông tay cho kìa. Thế thì hợp lý rồi, 1v1 này anh em. Chơi không máu này. Ấy kìa. Mẹ cái vector sấy đam này yếu ta. Tầm như thấy cũng gần mà. Để chơi sát rồi thôi. Để chơi tầm sát. Kìa. Ui, vẫn 5-6 máu anh em ạ. Vãi thật. Đấy nó còn nhảy một máu cơ. Ghét thế nhở. Sát rồi em ơi. Để chơi sát. Ui giời. Mẹ còn tí đạn à. Lần này mình phải chơi sát thật sự luôn này. Nhưng lúc tiêu đổi. Không cho nó bơm máu anh em. Ok kìa. Không cho nó bơm máu. Ui. Bo thù. Rồi hợp lý nhé. Thôi xong rồi. Giờ bạn chạy bo hộ mình cái luôn này. Canh bo xít là mình chạy được cho nó mình sấy này anh em. Là đi luôn này. Ui giời. Gần 200 viên đạn của mình em ạ. Ui dã man thật. Nãy mình sấy tầm xa còn sấy một đam nữa cơ. Ui cái Victor, trời ơi sao làm tuổi trẻ đấy em ơi. Thôi mà sao chúng ta vẫn lấy được cái top 1 trong ngày hôm nay. Thì thôi chắc là video này của mình cũng xin kết thúc thôi. Các bạn xem video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một bên dưới. Và nhớ đăng ký kênh và một chuông nha. Comment một hai cái để tạo độ tương tác anh em à.